Người phụ nữ này vừa ngã lưng xuống giường, chiếc giường đã lập tức lún xuống. Người bạn trai vừa về đến nhà bấm chung cửa, kết quả vừa bấm thì nó phát nổ. Anh chỉ đành bất lực lấy tay gõ cửa. Kết quả, bạn tưởng chỉ có như vậy thôi sao? Sao có thể? Đây chỉ là khởi đầu thôi. Anh chàng Walter không dễ gì mới sửa xong cửa, vừa đóng lại. Walter cũng cạn lời. Tiếp đó anh lại phải đi sửa cầu thang. Nào ngờ vừa gõ búa xuống, ngói trên mái nhà đã rơi xuống luôn. Anh lại gõ tiếp, ngói lại rơi tiếp. Khó khăn lắm mới sửa xong. Còn chưa nhảy được vài cái thì rắc một tiếng, cầu thang xuất hiện một cái hố. Anna ở bên này bị ngói rơi trắng cả đầu, đang tính mở vòi nước để đi tắm. Nào ngờ vòi nước lại xả ra một đống bùn, dọa cô sợ đến mức co giò bỏ chạy. Như vậy chắc chắn không tắm được rồi, vậy đành móc tạm áo quần lên vậy. Sau đó, Walter lúc này còn đang phiền muộn thì nghe thấy tiếng hét của Anna. Anh liền vội vã chạy lên cầu thang. Còn chưa chạy được nửa đường thì cái cầu thang vừa sửa xong đã gãy toác. Ngay vào giây phút mấu chốt, Walter vươn người nhảy lên, bám vào đầu cầu thang ở tầng 2. Anna nghe thấy tiếng vang thì lập tức chạy lại, kết quả không kịp phanh lại, đạp trúng ngay tay của Walter. Cô vội vàng nhấc chân lên. Walter dù ngã xuống vẫn không quên gửi cho người yêu một cái hôn gió. Không dễ gì mới trụ được đến tối. Hai người vừa tính lên giường đi ngủ thì bên ngoài trời nổi sấm sét. Nếu không ngoài dự tính thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngoài dự tính. Sau một đêm ngủ cùng với mưa gió, Anna chuẩn bị một vài món ăn ngon lành để trợ sức cho người yêu. Cô vừa mở cửa lò nướng, Walter đã vội vàng chạy tới ngăn cản. Với căn phòng này của chúng ta mà em còn muốn nấu ăn, là muốn nổ luôn cả chỗ này à? Để phòng ngừa lại phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn, Walter quyết định niêm phong lò nướng. Kết quả vừa bật đèn lên, dây điện lập tức nổ tung, từ bên trái cháy lan sang bên phải, đồ sứ trong nhà cũng đều bị nổ theo, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi, máy xay nước đậu cũng cháy mất. Walter vội vã lấy nước dập lửa, đột nhiên bên cạnh lại nổ ra bắp rang bơ. Nhìn thấy tia lửa sắp sửa lan đến chỗ tủ bếp, anh quýnh quáng cả lên. Trong lúc cấp bách đã cứu được bình nước siêu tốc, anh nhìn chiếc tivi bên cạnh. Rồi tiếp đến là quạt thông gió, quạt tắt đi lửa trên bếp ga. Walter còn chưa kịp phản ứng lại, lò nướng đã bật tung nắp ra. Con gà nướng bên trong phóng ra như tên lửa, bay vượt ra ngoài cửa sổ, thành một đường paraban hoàn hảo, thuận lợi đáp xuống thùng nước trong phòng tắm. Walter đội một đầu cho đi đến. Anna nhìn thấy thì ngây ra. Anh đây là vừa đi đào than ở đâu về đấy à? Đúng vậy, vừa đào ở nơi nhà bếp về. Không tin thì em đi xem thử đi. Walter lúc này chỉ muốn nhanh chóng được đi tắm. Hai người cùng nhau đổ nước vào bồn tắm. Kết quả, nhìn chiếc bồn tắm đã vỡ vụn, Walter như phát điên, tức đến mức bật cười ra tiếng ngỗng kêu. Hôm sau Walter nhờ người đến sửa sang lại, thợ sửa chữa cũng đến rất nhanh chóng. Nhưng ông ta vừa vào chưa bao lâu thì đã vội đi ra, còn khuyên anh hay là thôi đừng sửa nữa, rảnh rỗi như vậy, không bằng trùng tu lại hết luôn. Cuối cùng với sự mặt dày của Walter, thợ sửa đã đồng ý sửa giúp anh. Không bao lâu, một nhóm người nô nức lái xe đến, ngay cả máy đào đất cũng có mặt luôn rồi, vừa nhìn đã biết là dân chuyên nghiệp. Vì thế Walter liền an tâm giao nhà lại cho bọn họ, còn hai người họ thì lái xe đi làm. Nhóm thợ sửa năng suất cũng rất cao, tay cầm đồ nghề bắt đầu sửa chữa. Người thì dỡ tường, người thì đập cửa sổ. Cảnh tượng này trông giống như họ rất có kinh nghiệm tháo dỡ công trình vậy. Nhưng đến khi Walter tan làm về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt cũng sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Vội đi tìm chủ thầu hỏi xem có chuyện gì. Chủ thầu vừa nghe hỏi vậy thì không vui. Chúng tôi trước nay đều làm thế này, nếu cậu không thích thì đổi người khác đi. Nhưng trước đó, cậu phải thanh toán hết phần còn lại đã, chúng tôi còn phải đi làm chỗ khác. Walter chỉ đành ngậm ngùi ký tên, sau đó trèo qua đống đổ nát đi vào nhà. Anh còn đang tính thử xem mình còn dư lại được bao nhiêu tiền thì không cẩn thận lọt vào trong một cái hố. Kêu cứu cả buổi trời cũng không ai trả lời, chỉ có thể đợi Anna về cứu thôi. Và cứ thế đợi hết 6,66 tiếng đồng hồ, Anna cuối cùng cũng về đến. Cô nghe thấy tiếng kêu cứu của Walter nhưng lại không thấy người đâu cả, không phát hiện ra rằng anh đang ở ngay trên đỉnh đầu mình. Cuối cùng cô cũng tìm được anh ở lầu 2. Cô đang chuẩn bị kéo anh lên, đùng một tiếng, người biến mất tiêu. Đến tối, do cửa sổ trong phòng đã bị tháo mất, Walter lạnh đến run cầm cập, quyết định đi nhóm lò sưởi. Walter cạn lời, chỉ đành đen mặt leo lên giường nằm. Cuối cùng, hai người quyết định bỏ một khoản tiền ra trùng tu lại ngôi nhà. Đợi suốt một tháng trời, cuối cùng đội sửa chữa cũng tới. Lần này không ngờ họ lại chịu làm việc đàng hoàng, trong ngoài đều bận rộn không thôi. Điều này khiến Walter nhẹ nhõm hơn nhiều, và cũng chuẩn bị tham gia vào. Lúc này bỗng có một người thợ gọi anh lại.
vừa nói chuyện vài câu, ván đã bị chuyển đi mất. Còn ở phía Anna, đang chuẩn bị rút một đầu dây điện đi cắm nước, kết quả làm cho toàn bộ máy móc đều bị dừng lại. Còn chưa đợi Walter kịp phản ứng, thì đã bị rơi tuột xuống dưới, tiện thể làm rộn ngược cái cưa điện lên trên. Anna nấu nước xong thì cắm lại dây cắm kia vào, máy cưa khởi động lên cưa đứt tấm ván gỗ. Chiếc xe đẩy cũng rơi xuống, đập lên tấm ván gỗ. Walter bị bật tung ra ngoài cửa sổ, ngã vào một thùng vôi, cả người trông như pho tượng thạch cao vậy. Anh chàng da đen đứng bên dưới thấy thế cũng ngây ra, còn tưởng là có ma giữa ban ngày. Walter lúc này bị vải che mắt không thấy đường, loạn choạng và khắp nơi, kết quả ngã ngồi vào ống thông khói. Ống thông khói vừa mới lắp xong chưa vững, lập tức đổ xuống dàn giá gỗ bên cạnh. Nhìn thấy dàn giá gỗ sắp đổ, công nhân vội vàng chạy đi. Walter thì hết ngã trái đến ngã phải, cuối cùng ngã vào chiếc xe đẩy, rồi lại cùng chiếc xe đẩy trượt xuống dưới, cuối cùng ngã nhào vào hồ phun nước. Cậu nhóc bên thành hồ còn tiện thể tưới cho anh ít nước. Hai người tuy phải trải qua tầng tầng lớp lớp khó khăn, nhưng ngôi nhà cuối cùng cũng đã trùng tu tốt đẹp. Căn nhà mong manh lúc đầu giờ cũng đã đổi mới. Cuối cùng, với sự chúc phúc của muôn ngàn mỹ nữ, hai người đã tiến vào lễ đường hôn nhân.